Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe BT Win Chiba 540. Mấy hôm trước thì em có về những chiếc BT Win Chiba 520 và hôm nay em về một chiếc cao cấp hơn, dòng 540 các bác nhé. Sử dụng đồ full bộ chuyển động của Tiara. Vâng, và bây giờ em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chi tiết xe. Vâng, và BT Win Chiba 540, một thương hiệu của Phần Lan, rất là nổi tiếng trên thế giới rồi. Đây, hình thức chiếc xe thì em đánh giá trên 95%. Những chiếc xe xuất xứ từ châu Âu thì họ rất là ít đi các bác nhá. Và điều đặc biệt là chiếc xe này sử dụng càng carbon. Đây, em sẽ lướt qua hình thức, hầu như không có vết xước nào cả. Chiếc xe còn rất là mới. Đùi đĩa Tiara rất là cao cấp. Thường thì nhà em chỉ về những xe đua mà sử dụng cấu hình Sora thôi. Những chiếc Tiara với cả như này thì rất là ít về. Vâng, BT Win nguyên bản. Của Ford ghi đông, tất cả của BT Win đồng bộ nguyên bản hết đây. Đây là yên thì còn rất là mới. Yên BT Win. Vâng, và như những chiếc xe khác thì xe này cũng sử dụng nhôm của 6061. Một bộ khung siêu nhẹ các bác nhé. Công nghệ làm khung rất là nổi tiếng trên thế giới. Đây là những vết bẩn thôi, không phải những vết xước, lau đi hết. Gạt đĩa tia ra. BT Win Chiba 540. Tay quấn theo xe giúp thấm hút mồ hôi, những cái lỗ li ti giúp thấm hút mồ hôi các bác. Logo của xe. Vỏ dây đề BT Win này. Vâng, và xe sử dụng cặp vành của Shimano. Máy bạc đạn của Shimano đây. Rất là cao cấp. Rồi em sẽ đây. Xe rất đi đi còn giữ được bộ lốp nhé các bác nhé. Lốp thì còn rất là mới. Bộ lốp của BT Win. Thông số lốp là 700x25C. Xanh ba mảnh BT Win. Và chiếc xe này có size, đây em nhìn mờ mờ là size L, người ta đã xóa đi rồi, của các bác trên 1m65 để đi vừa chiếc xe này. Các bác lưu ý là trên 1m65 đến 1m75. Vâng, và xe sử dụng một cấu hình 10 lít, hai đĩa cho xe 20 tốc độ, củ đề Shimano Tiara. Vâng, bây giờ sẽ đi vào đánh giá tổng thể chi tiết hoạt động của xe. Vâng, bây giờ lên lip. Vâng, chuyển động rất là tốt. Thường thì những chiếc xe này sử dụng bộ chuyển động Shimano Tiara thì không có một lỗ nhỏ nào cả. Vâng, xuống lip. Rất là tốt các bạn.
Vâng. Chuyển động rất là tốt và mượt mà. Bây giờ em sẽ sang bên đĩa, xuống đĩa đây. Vâng, lên đĩa. Chuyển động rất tốt các bác nhé. Gạt đĩa tia ra. Vâng, và em vừa đánh giá xong tổng thể chi tiết chiếc xe BT Win Chiban 540 khung nhôm càng carbon. Hiện tại chiếc xe đang được bán tại cửa hàng Kiên Xe Đám mức giá 10.900.000, miễn phí ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709943 để được xem những hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe này. Vâng, xin chào và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Ngoài ra bên em còn bán những đồng hồ về Nhật, Nga và Thụy Sĩ. Các bạn hãy lên YouTube và tìm kênh Kiên Đồ Cũ để xem những mẫu đồng hồ bên em. Xin chào các bác đã theo dõi video.